Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay các bạn thấy có một cái phong trào là tạo ra những con vật như là con rắn hay là con nhái hay là con kiến nó xuất hiện trên màn hình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách tạo ra được những cái con vật bò lên màn hình như vậy. Đầu tiên là các bạn lên CH Play. Các bạn gõ cái ứng dụng là con rắn trên màn hình đây, hay là các bạn có thể tải cái link mình bỏ bên dưới phần mô tả video. Bây giờ mình sẽ tiến hành tải và cài đặt thử. Rồi, sau khi cài đặt xong mình sẽ mở nó lên. Đó, thì các bạn đây là lần đầu tiên các bạn khởi động nó sẽ hơi lâu hơn một xíu. Thì các bạn sau khi các bạn mở ứng dụng lên, các bạn vô phần setting. Thì trong này nó sẽ có cái phần chọn, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện đột xuất là 10 giây hay là sau 15 giây. Thì ở đây mình sẽ chọn như là xuất hiện bất thình lình lúc nào cũng có hết á. Rồi sau đó các bạn quay ra. Bạn bấm vô nút show next. Đó. Thì lúc này cái ứng dụng nó sẽ yêu cầu cho phép các bạn là nó sẽ nhờ các bạn cung cấp những cái quyền là cho phép vẽ trên ứng dụng, thì các bạn chỉ cần bật cái quyền này lên. Rồi. Vậy là xong. Đó, các bạn thấy không? Thì ngay lập tức bây giờ cái con rắn nó sẽ xuất hiện ngay trên màn hình của các bạn, nó sẽ bò lô tung tăng như vậy. Đó, các bạn hãy mở bất kỳ ứng dụng nào lên thì con rắn nó vẫn xuất hiện trên màn hình của các bạn. Rất là đơn giản. Nó bò từ tất cả các góc. Đó, thì ngoài cái cách tạo ra cái con rắn này thì các bạn có thể lên CH Play. Nó còn có nhiều hình những con khác nữa. Các bạn hãy kéo xuống dưới cái phần ứng dụng của cái nhà phát triển này. Đây. Có thể này, các bạn thấy nè. Sẽ có là những con như là con mèo, chuột, tắc kè, gián. Đó, rồi ếch, rồi ốc. Mình thử cài một cái con khác để coi, mình cài con chuột coi. À, mình cài con chuột. À, để thoát khỏi con rắn thì các bạn chỉ cần kéo xuống cái phần thông báo, các bạn chạm cho nó thì nó sẽ tắt thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở thử cái con chuột mình mới vừa cài. Đó, thì các bạn cũng chỉ cần vô phần nhấn chuột sau mai đây là xong. Các bạn cấp quyền cho nó. Rồi. Đó. Ngay lập tức là những con chuột nó xuất hiện trên màn hình của các bạn. Nó đang chạy lung tung khắp màn hình. Đây. Thì mình đã giới thiệu với các bạn cái cách tạo ra những cái cách mà tạo những cái con vật chỉ nằm trên màn hình mà hôm nay nó đang rất là nổi trên cộng đồng mạng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.